Anh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 396 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến sau cùng của bộ truyện này ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói lúc bấy giờ ở bên Nguyên Thủy Đại La Thiên, Nguyên Mẫu Thiên Tôn vội vươn tay kéo xác Đế Giang từ tịch diệt kiếp cuối cùng vào bên trong Đại La Thiên. Công Giã Càn vẫn ngồi xếp bằng bên trong bàn tay của Đế Giang, dường như rơi vào cảnh giới kỳ diệu nào đó. Linh quang dâng lên quanh thân Công Giã Càn rất nhanh, đại đạo ầm vang bên trong cơ thể. Thiên Tôn như Nguyên Mẫu cũng cảm thấy Công Giã Càn sâu không lường được, như thể cách một cảnh giới vậy. Cảnh giới cao hơn cả Thiên Tôn Đại Viên Mãn Đạo Quân, tận cùng đại đạo. Từ xưa đến nay, chưa có ai đến được tận cùng đại đạo, rốt cuộc cũng xuất hiện người thành tựu đầu tiên. Nhưng Công Giã Càn chưa tỉnh lại, gã đã chìm vào cảnh giới này, không thể thoát ra. Công Giã Càn chìm trong tận cùng, không thể trở về hiện thực. Tận cùng đại đạo của Công Giã Càn là đại đạo Thái Sơ, Tiên Thiên Thái Sơ, là khi thiên địa, thời đại nguyên đạo chưa mở rồi lại mở. Các loại đại đạo hình thành mà chưa thành hình, trạng thái rất huyền diệu. Công Giã Càn luyện thành Tiên Thiên Thái Sơ, tận cùng đại đạo càng khó thành tựu. Từ sau khi Đế Giang chết, Công Giã Càn luôn chìm trong áy náy. Qua ngàn ức năm đến thời đại tiên đạo chưa tiến bộ chút nào. Mãi khi Giang Nam trở về từ tương lai, nói hắn là Đế Giang mới khiến đạo tâm Công Giã Càn trở lại trạng thái cao nhất. Đến hôm nay rốt cuộc cũng tiến vào tận cùng đại đạo. Thế nhưng làm sao để đánh thức Công Giã Càn đây? Nguyên Mẫu Thiên Tôn cảm giác luống cuống. Thành tựu càng cao thì càng khó tỉnh lại từ tận cùng đại đạo. Năm xưa Giang Nam mau hơn thời gian một bước tiến vào diệu cảnh nguyên thủy, gần như không tỉnh lại được. Khi Giang Nam thức tỉnh thì thời đại đã hủy diệt, chỉ còn cách bỏ thân nguyên thủy, dùng công pháp cảnh giới nguyên thủy đưa mình về đạo mới thức tỉnh. Tiên Thiên Thái Sơ của Công Giã Càn rất cao đẳng, hơn Hồng Mông Tiên Thiên, Nguyên Thần Tiên Thiên, Hỗn Độn Tiên Thiên hay Nhân Quả Tiên Thiên một bậc. Hồng Mông Tiên Thiên là Hồng Mông hóa vạn đạo, phân ly từ Thái Sơ. Nguyên Thần Tiên Thiên là Nguyên Thần nhập đạo. Hỗn Độn Tiên Thiên là vạn đạo hóa hỗn độn. Nhân Quả Tiên Thiên là vạn đạo dây dưa. Muốn thức tỉnh Công Giã Càn rất khó, bản lĩnh của Nguyên Mẫu Thiên Tôn không làm được. Bên trong Nguyên Thủy Đại La Thiên, Tiên Thiên Lô Bồng treo cao chống đỡ tịch diệt kiếp. Thiên Phi Đạo Tôn, Vạn Vật Đạo Tổ, Giang Tuyết Tình, Khổ Hạnh Giáo Chủ, cả đám người vận chuyển lô bồng không cho tịch diệt kiếp xâm nhập. Nhưng rất nhanh, các thiên quân đạo tôn phát hiện trong 33 trọng thiên tam giới đã có người chết. Trong cơ thể đột nhiên chui ra tịch diệt kiếp, tự biến mình thành tro bụi. Không chỉ thế, thời không 33 trọng thiên tam giới trở nên âm u, trời trăng phủ bụi, ngôi sao mất đi ánh sáng, dãy núi mục ruỗng, sông ô uế, sông ngòi bốc mùi hôi thối, mặt biển trôi nổi xác cá tôm. Khổ Hạnh Giáo Chủ hét lên thất thanh: tịch diệt kiếp không xâm nhập Đại La Thiên, thế nhưng vạn vật sinh linh tự mình tịch diệt, làm sao ngăn cản lại đây? Vạn Vật Đạo Tổ nhíu chặt mày: tịch diệt kiếp cuối cùng chỉ mới bộc phát mà chúng sinh tam giới đã liên tục chết đi, muốn ký thác thần hồn vào Vô Nhân Cấm Khu phải là thiên quân, đạo quân hay đạo tôn. Những phàm phu tục tử không có lực lượng cường đại đến nỗi ký thác thần hồn vào trong Vô Nhân Cấm Khu được. Nếu như kiếp số tăng thêm, chắc chắn sẽ khiến cho vô số sinh linh trong tam giới chết sạch sẽ, thậm chí mấy tu sĩ tiên nhân cũng sẽ chết hết. Đây là ứng kiếp. Dù ngươi núp ở đâu, ẩn thân ở chỗ nào, miễn ngươi là sinh linh sinh trong vũ trụ này thì sẽ ứng kiếp. Kiếp do vũ trụ sinh thành, do đạo mục nát mà sinh thành, cũng do từ cơ thể vạn vật sinh linh mà sinh ra. Tịch diệt kiếp cuối cùng bộc phát, kiếp trong cơ thể chúng sinh tam giới cũng bùng nổ. Đám thiên quân đạo quân đối mặt với nguy hiểm, đại đạo trong cơ thể bản thân tịch diệt, ứng kiếp mà chết, tu hành cả đời thành bọt nước. Tịch diệt kiếp ngoài Nguyên Thủy Đại La Thiên rất nguy hiểm, mà tịch diệt kiếp bên trong Đại La Thiên cũng nguy hiểm không kém. Vạn Vật Đạo Tổ cao giọng quát lên: Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu rồi?
Chỉ có Thiên Tôn vận chuyển Đại La Thiên mới chấn áp tịch diệt kiếp trong thân thể vạn vật sinh linh được. Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm Giang Nam. Lúc này Giang Nam ngồi khoanh chân lơ lửng trên bầu trời Đại La Thiên. Khi tịch diệt kiếp cuối cùng bùng nổ thì hắn không mở mắt ra. Lòng Nguyên Mẫu Thiên Tôn rung lên. Tịch diệt kiếp cuối cùng Nguyên Thủy Đại Đạo cũng sẽ bộc phát ra. Nguyên Mẫu Thiên Tôn biết ngay tình huống của Giang Nam. Tịch diệt kiếp cuối cùng Nguyên Thủy Đại Đạo sẽ đến sớm hơn tịch diệt kiếp cuối cùng thời đại tiên đạo một chút. Thời đại thần đạo và thời đại tiên đạo gần như cùng xuất hiện, nhưng Giang Nam luyện hóa Vô Cực Thiên Tôn sớm, luyện ra tịch diệt đạo nhân cuối cùng. Cơ thể chủ động kích phát vô số đợt tịch diệt kiếp để cho tịch diệt đạo nhân cắn nuốt. Thế là tịch diệt kiếp cuối cùng trong người Giang Nam bộc phát trước tiên. Chỉ có kích phát tịch diệt kiếp cuối cùng trong người mình trước, Giang Nam mới thành tựu Nguyên Thủy sớm, cố gắng xoay chuyển, chấn áp hết thảy. Giang Nam đang liều mạng đánh cuộc. Đế Lân, Thanh Liên Thiên Tôn hay Đạo Không Thiên Tôn chẳng phải kẻ địch cuối cùng của Giang Nam. Chỉ có tịch diệt kiếp cuối cùng thời đại tiên đạo mới là kẻ địch của Giang Nam. Giang Nam liều mạng như vậy là vì sớm thành tựu Nguyên Thủy, chấn áp kiếp số cho chúng sinh tam giới, cố gắng thành tựu Nguyên Thủy trước khi chúng sinh tam giới hoàn toàn bị hủy diệt. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nghĩ đến đây, cao giọng quát lên. Bây giờ Thiên Tôn rơi vào tịch diệt kiếp cuối cùng, chúng ta hãy khởi động Đại La Thiên, hết sức chấn áp kiếp số trong người chúng sinh đi. Mọi người nhanh chóng quyết định vận chuyển tu vi, dốc sức thúc giục Nguyên Thủy Đại La Thiên hay Tiên Thiên Lô Bồng chấn áp kiếp số của chúng sinh. Dù vậy, chúng sinh tam giới cảm giác mình nhanh chóng già nua, tiên nhân cũng cảm nhận tuổi thọ bị xói mòn. Sinh linh nhanh chóng già nua, tóc trắng, nếp nhăn, người già chết đi, người trẻ tuổi cũng biến già, tốc độ nhanh kinh khủng. Không biết bao nhiêu chúng sinh tam giới chết, hơi thở mục nát, tràn ngập 33 trọng thiên. Lúc này, thế giới thụ cùng Hồng Mông Thanh Liên dâng lên, bay ra từ tịch diệt kiếp cuối cùng, quét vào Đại La Thiên. Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Vạn Vật Đạo Tổ, Giang Tuyết Tình, Thiên Phi Đạo Tôn, Giang Tuyết, Khổ Hạnh Giáo Chủ cùng Hộc Máu bị trùng kích khó có thể đứng vững. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đại La Thiên diệt đạo thống của ta nên có kiếp nạn này. Thanh Liên Thiên Tôn cất bước ra khỏi Hồng Mông Thanh Liên, phất tay. Hồng Mông Thanh Liên rơi vào tay Thanh Liên Thiên Tôn. Đế Lân nâng thế giới thụ đứng sóng vai với Thanh Liên Thiên Tôn. Lại có một cổ thần hai đầu, bốn tay bốn chân xuất hiện. Ba thiên tôn vòng quanh biên giới của Nguyên Thủy Đại La Thiên. Tiêu diệt Nguyên Thủy Thiên Tôn, chém Nguyên Mẫu, hủy Đại La Thiên, không chừng sẽ giảm thấp vài phần kiếp uy. Ba thiên tôn khí thế hùng hồn, sao động. Đế Lân đã bước vào tận cùng đại đạo Nguyên Thần Tiên Thiên. Đạo Không Thiên Tôn, Thanh Liên Thiên Tôn chỉ kém một bước. Đạo Không Thiên Tôn liên tục hấp thu hỗn độn chi khí hình thành trong tịch diệt kiếp. Thanh Liên Thiên Tôn thì hấp thu tịch diệt thiên hỏa. Tịch diệt kiếp cuối cùng biến thành hỗn độn chi khí, có tác dụng giúp ích rất lớn cho hỗn độn tiên thiên. Tịch diệt thiên hỏa chứa sức sống vô tận, biến đổi vô cùng, giúp Hồng Mông Tiên Thiên tăng tiến vượt bậc. Đạo Không Thiên Tôn, Thanh Liên Thiên Tôn muốn nương nhờ tịch diệt kiếp cuối cùng bước vào tận cùng đại đạo, tìm cơ hội sống cho mình. Bọn họ toàn là nhân vật khai thiên tích địa, sao có thể không có hậu chiêu, thủ đoạn riêng của mình đây? Vạn Vật Đạo Tổ cười to nói. Sợ là kiếp này ta không sống nổi nữa rồi. Nguyên Dục Thái Cực Đồ bay lên. Vạn Vật Đạo Tổ lạnh lùng nhìn ba thiên tôn bên ngoài Nguyên Thủy Đại La Thiên. Vạn Vật Đạo Tổ nhỏ giọng nói. Chỉ có chiến đấu, liều mạng chiến đấu, dành một cơ hội sống cho nhóm Định Quang. Không chừng Định Quang cùng Linh Châu Tứ có thể sống sót được. Ba thiên tôn cùng công kích Nguyên Thủy Đại La Thiên, chấn nát Tiên Thiên Lô Bồng. Tịch diệt kiếp cuối cùng bị chặn ngoài Đại La Thiên ùa vào. Vô số sinh linh bị sóng kiếp quét qua, biến thành ảo ảnh. Giang Nam đột nhiên mở mắt, tay run rẩy vươn ra. Mỗi lần di chuyển một tấc là vô cùng khó khăn. Giang Nam chịu đau đớn vô cùng. Trong người Giang Nam, tịch diệt kiếp cuối cùng đã hình thành tịch diệt đạo nhân hình dạng trung cực. Khuôn mặt của Giang Nam giống hắn y như đúc. Đang đấu kịch liệt với Giang Nam biến ra từ Nguyên Thủy Đại Đạo, làm hắn không dư sức làm việc khác. Giờ phút này Giang Nam vươn tay ra, chia chút lực lượng làm tịch diệt đạo nhân chiếm ưu thế, xâm thực Nguyên Thủy Đại Đạo. Bàn tay của Giang Nam bắt đầu mục ruỗng, làn da bị lão hóa, chóc ra. Cơ tay bị lực lượng vô hình trong người ăn mòn. Từng khối linh quang biến thành cơ bắp, mất hết linh tính mà rơi rụng. Trong khoảnh khắc,
cánh tay của Giang Nam biến thành xương trắng. Bàn tay xương trắng giáng xuống, từng đợt kiếm quang bắn ra từ nguyên thủy đại la thiên, bay đi bốn phương tám hướng. Kiếm quang bắn phá Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân cùng Đạo Không Tiên Tôn từ bỏ công kích nguyên thủy đại la thiên, chạy tứ tán né tránh. Có mấy kiếm quang chém bị thương ba thiên tôn. Xương tay của Giang Nam búng, mỗi lần búng là một ngón tay bị chấn nát. Xương tay của Giang Nam búng, uy lực nguyên thủy đại la thiên, tiên thiên lô bồng tăng vọt. Các loại linh quang vận chuyển, tinh luyện hơi thở tịch diệt trong cơ thể của mọi người ra. Nương nhờ nguyên thủy đại đạo, linh tính hóa, tịch diệt thành nguyên thủy, luyện vào đại la thiên. Tài kiếp khủng bố cũng bình ổn lại. Chúng sinh bái ta thì ta sẽ che chở cả đời, dù có chết đi. Bùm! Cánh tay của Giang Nam hao hết lực lượng biến thành tro tàn. Một cánh tay khác vươn ra, làn da mục ruỗng, cơ bắp bị ăn mòn. Giang Nam tốn sức còn hơn lúc nãy, máu thịt trên cánh tay rơi xuống, các ngón tay vỡ nát, chỉ còn lại xương trắng, nhẹ ấn trán Công Giá Càn. Giang Nam chua xót nói: "Lão thỏ tử, mau tỉnh lại." Thanh âm này chính là đạo âm, vừa mới phát ra làn da của Giang Nam đã bắt đầu tịch diệt, máu thịt bầy nhầy. Tịch diệt kiếp cuối cùng biến thành tịch diệt đạo nhân bên trong người của Giang Nam quá hung hăng. Hắn sử dụng lực lượng hai lần, tùy thời sẽ chết, chết vì ứng kiếp. Chân mày Công Giá Càn động đậy, linh quang xoa động ngoài người cũng dần bình ổn. Vô số linh quang khép lại, hóa thành một loại đại đạo huyền diệu là Thái Sơ đại đạo. Công Giá Càn mở mắt ra, tỉnh lại từ tận cùng đại đạo. Giang Nam nhắm mắt lại, khó nhọc nói: "Đạo hữu, giao cho ngươi rồi." Lúc này, bên trong người Giang Nam, nguyên thủy đại đạo sinh ra tịch diệt đạo nhân gầm giống, tiếng giống kinh thiên động địa. Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân, Đạo Không Tiên Tôn đứng ngoài đại đạo Thái Sơ, nghe tiếng giống đều biến sắc mặt. Dựa vào tiếng giống, làm ba thiên tôn phán đoán ra mức độ tịch diệt kiếp cuối cùng của Giang Nam. Tịch diệt đạo nhân gầm giống mạnh hơn cả Đế Lân, Đạo Không Tiên Tôn, Thanh Liên Tiên Tôn vô số lần. Đế Lân đi đến tận cùng đại đạo cũng công nhận không địch lại. Hiện giờ, tịch diệt kiếp cuối cùng thời đại tiên đạo chưa đến trạng thái đỉnh cao. Các loại kiếp quang, kiếp vũ, kiếp âm dâng lên còn chưa hình thành tịch diệt linh quang. Chỉ khi tịch diệt linh quang hình thành mới diễn hóa thành tịch diệt đạo nhân hình dạng trung cực, tịch diệt đạo nhân của tận cùng đại đạo. Giang Nam không đi đường lấy thần chứng đạo, lấy bảo chứng đạo, lấy đạo chứng đạo. Nhưng nếu Giang Nam thành công độ qua tịch diệt kiếp, luyện hóa tịch diệt đạo nhân do nguyên thủy đại đạo hóa sinh ra, thì còn kiếp số gì uy hiếp được hắn nữa đây? Dù là tịch diệt kiếp cuối cùng của thời đại tiên đạo cũng bất lực trước Giang Nam. Nếu thế Giang Nam đã bước vào tận cùng đại đạo nguyên thủy, hiện giờ Giang Nam còn chưa bước vào tận cùng đại đạo đã kinh người như thế, dẫn động tịch diệt đạo nhân cuối cùng khủng bố đến mức đó. Nếu Giang Nam tới được tận cùng đại đạo, e rằng Đạo Không Tiên Tôn, Thanh Liên Tiên Tôn hay Đế Lân có vào tận cùng đại đạo, hợp sức đối kháng cũng không đánh lại được Giang Nam. Đám người Thanh Liên Tiên Tôn biến sắc mặt nói: "Nếu tịch diệt đạo nhân tận cùng đại đạo khủng bố như vậy, e rằng tiến vào tận cùng đại đạo, tịch diệt kiếp cuối cùng không dễ độ quá. Thế nhưng phải tiêu diệt nguyên thủy tiên tôn, đại la thiên của hắn, kết thúc nhân quả, diệt đạo thống của ta." Đạo Không Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng nói: Đạo, không, hãy để ta xem cái gói là tiên thiên lô bồng có thể đỡ được vạn đạo đều không của ta hay không." Đạo Không Thiên Tôn đấm vào nguyên thủy đại la thiên, tiên thiên lô bồng bao lại đại la thiên. Đòn công kích của Đạo Không Thiên Tôn đụng vào lô bồng trước. Cú đấm của Đạo Không Thiên Tôn biến vạn đạo đều không, hóa thành hỗn độn chi khí, lộ rõ bá đạo. Quyền phong xẹt qua đi là nơi đó hóa thành hỗn độn dâng trào, đại khí bằng bạc. Lực phòng ngự gần như không bị phá hủy của tiên thiên lô bồng đương nhiên đỡ thành công. Thế nhưng đám người nguyên mẫu thiên tôn vận chuyển lô bồng chưa chắc đỡ được. Đạo Không Thiên Tôn dung nhập tiên thiên đạo cảnh hỗn độn vào cú đấm này, uy lực pháp lực chưa chắc xâm nhập vào nguyên thủy đại la thiên tiên thiên lô bồng được. Đạo tâm của Đạo Không Thiên Tôn sớm đến cảnh giới vĩnh hằng bất diệt, dù là tịch diệt kiếp cuối cùng cũng không thể phá hủy. Có thể tưởng tượng kết quả va chạm với đám người nguyên mẫu thiên tôn cùng vạn vật đạo tổ, lại cộng thêm vào đó Thanh Liên Tiên Tôn làm liều tiêu hao đủ mệt chết đám người nguyên mẫu thiên tôn, huống chi còn có Đế Lân đã bước vào tận cùng đại đạo. Lúc này
trong lòng bàn tay của Đế Giang ở Đại La Thiên, một ông tiên ông tóc trắng xóa đứng lên, bàn tay bay ra va chạm vào cú đấm của Đạo Không Thiên Tôn, vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, đạo âm khủng bố như một vụ nổ bom, dao động bốn phương tám hướng không dứt. Giờ phút này, vũ trụ tiên đạo bị tịch diệt kiếp hóa thành hỗn độn cũng phải run rẩy. Vũ trụ hỗn độn run run, hỗn độn khai sáng. Tiếng nổ vang lên điếc tai, dường như sắp hóa thành thiên địa huyền hoàng. Từng đợt tịch diệt kiếp quang, kiếp lôi, tịch diệt ma nhãn tràn ngập trong hỗn độn bị chấn cho nổ tung. Dị tượng tận thế tịch diệt kiếp quang, kiếp lôi, tịch diệt ma nhãn sinh ra, tiêu trừ thiên địa huyền hoàng mới khai sáng thành hỗn độn. Đạo Không Thiên Tôn khẽ rên, lịch bịch mà thụt lùi, máu tràn ra khóe môi biến thành linh quang. Sao? Cơ thể đã đến tận cùng đại đạo ư? Công Giã Càn bước ra Đại La Thiên, khí thế tận cùng đại đạo thái sơ bộc phát, vô cùng cổ kính, dưỡng dục vạn vật vạn đạo. Công Giã Càn nhìn Đạo Không Thiên Tôn chính là khâm phục khen rằng: Giỏi, Đạo Không đạo hữu là tiểu bối hậu thế, vậy mà có tạo nghệ như vậy, hơn hẳn tiên hiền đạo quân điện nghiên cứu ngàn đức năm, rất lợi hại. Sao? Công Giã Càn lại tặc lưỡi, mắt lướt qua Thanh Liên Thiên Tôn, khen luôn miệng: Pháp báo, nguyên thần, thân thể đều đến tận cùng đại đạo sao? Thanh Liên đạo hữu là nhân vật vượt hư vô, cách chứng đạo của vũ trụ xứ lạ, mạnh mẽ cương cường, tốc độ tu hành rất nhanh, cũng không tầm thường. Đế Lân đạo hữu đã trở thành tận cùng đại đạo rồi sao? Đáng kính, đáng sợ mà. Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn, Đạo Không Tiên Tôn biểu tình giật mình mà nhìn Công Giã Càn. Thanh Liên Tiên Tôn hét lên thất thanh: Nam Quách Tiên Ông sao? Nam Quách Tiên Ông biệt danh ở tiên giới của Lão Thỏ, thân phận là chân tiên. Bây giờ Nam Quách Tiên Ông đứng trước mặt ba thiên tôn, dõng dạc nói chuyện, đánh giá bọn họ, thậm chí đánh bị thương Đạo Không Thiên Tôn. Chuyện kỳ lạ nhất trên đời cùng lắm cũng chỉ có thế. Hoặc ta lên gói là Thái Sơ Thiên Tôn, một trong hai đại điện chủ sáng tạo đại quân điện mới phải. Đế Lân tiến lên một bước nói: Ta và Thanh Liên đạo hữu, Đạo Không đạo hữu từng đi đạo quân điện gặp Vô Cực Nguyên Mẫu, biết đạo quân điện có một vị thiên tôn càng cổ xưa hơn, là một trong hai người sáng lập đạo quân điện, Tiên Thiên Thái Sơ. Tiếc rằng Thái Sơ Thiên Tôn sau khi ngộ sát bằng hữu thì đã biến mất rồi. Ta từng nghi ngờ Thái Sơ Thiên Tôn ẩn giấu trong tiên giới, bây giờ quả nhiên ta đã đoán đúng. Thái Sơ đạo huynh đã chứng tận cùng đại đạo, không uống là bậc tiền bối mà, có thể nói là người đầu tiên lấy đạo chứng đạo trong vũ trụ này, khiến người phải khâm phục. Thanh Liên Tiên Tôn tiến lên một bước, gật đầu nói: So sánh thì chúng ta không bằng Thái Sơ đạo huynh được. Thái Sơ đạo huynh khai sáng ra cách lấy đạo chứng đạo, chúng ta thì sớm biết cách lấy thân chứng đạo, lấy bảo chứng đạo, đi con đường người trước đã đi. Đạo Không Thiên Tôn phải gật đầu công nhận, Đạo Không Thiên Tôn đi đường lấy thân chứng đạo. Khi Đế và Tôn cùng Bất Không đạo nhân luận đạo đã chuyển lại, Đạo Không Thiên Tôn có thành tựu như ngày hôm nay cũng nhờ hỗn độn luận đạo. Người thật sự khai sáng trước sau chưa ai làm chính là Công Giã Càn, Thái Sơ Thiên Tôn. Công Giã Càn khai sáng ra lấy đạo chứng đạo, đã đến tận cùng đại đạo, nghiệm chứng con đường này đi được. Người khai sáng làm người ta khâm phục, vì từ không đến tới có, đạp phá hết thảy khó khăn chông gai không thể tưởng tượng. Từ trong hắc ám vô biên khai sáng ra một con đường, người đời sau có thể đi theo con đường bằng phẳng này đến tận cùng đại đạo. Thế nhưng bây giờ tịch diệt kiếp cuối cùng đã bộc phát, không có hậu nhân gì nữa, thật khiến người tiếc nuối. Công Giã Càn lộ ra vẻ bi thương, lắc đầu nói: Ba vị đạo hữu hiểu lầm rồi, ta không phải người khai sáng lấy đạo chứng đạo. Giang Thái Khứ sớm hơn ta một chút, hắn lĩnh ngộ ra lấy mộng nhập đạo, là người đầu tiên lấy đạo chứng đạo. Ta và hắn đánh nhau mới tham ngộ ra Thái Sơ chứng đạo. Thanh Liên Tiên Tôn cười to nói: Nên Thái Sơ Thiên Tôn đã giết vị điện chủ kia của đạo quân điện là vị Giang Thái Khứ vì ghen tị tài năng của hắn sao? Hay lỡ tay giết đây? Chắc trong lòng Thái Sơ đạo huynh rất áy náy, tự trách mình có đúng không? Thanh Liên Tiên Tôn nhìn chằm chằm khuôn mặt Công Giã Càn, chú ý một chút biến đổi nhỏ, khí cơ tỏa định, không buông tha cho chút dao động nhỏ này.
Đế Lân cùng Đạo Không Thiên Tôn cũng nhìn Công Giá Càn chằm chằm. Thanh Liên Thiên Tôn nói mấy câu này là tấn công vào tâm hồn. Công Giá Càn lộ ra một sơ hở nhỏ nào sẽ bị ba người công kích như sấm sét. Quả nhiên, mắt Công Giá Càn lóe tia buồn bã. Chỉ một giây, thế nhưng đủ cho ba thiên tôn bắt chặt cơ hội để tấn công. Thế giới thụ, Hồng Mông Thanh Liên, năm đấm của Đạo Không Thiên Tôn cùng đánh ra. Duy ta bất khống, Hồng Mông tịch thế, nguyên thần độ diệt. Thế giới thụ tỏa sáng rực rỡ, thể hiện sự bá đạo của nguyên thần tiên thiên. Nguyên thần của Đế Lân chứa nhiều loại tiên thiên đạo cảnh. Một nhánh cây, một lá cây trên thế giới thụ là một loại đạo cảnh. Pháp lực tận cùng đại đạo, mênh mông vô biên, tinh luyện các đạo cảnh sáng lòa như một vũ trụ càn khôn. Hồng Mông Thanh Liên dẫn động tịch diệt thiên hỏa vô biên trong tịch diệt kiếp cuối cùng. Tịch diệt thiên hỏa có thể mở mang Hồng Mông, diễn biến ra vô số loại đạo và lý. Từ trong hỗn độn sáng tạo sinh mệnh, hợp với đạo cảnh Hồng Mông tiên thiên. Giờ phút này, Hồng Mông Thanh Liên được tịch diệt thiên hỏa thấm nhuần, biến thành sen trong lửa, uy lực gần bằng thế giới thụ. Đạo Không Thiên Tôn thì dẫn động tịch diệt kiếp cuối cùng biến thành hỗn độn, lôi kéo uy lực hỗn độn nhập vào cơ thể. Trong khoảnh khắc, bốn cánh tay hóa thành vô số công kích đánh vào Công Giá Càn. Công Giá Càn áy náy, đạo hữu suốt đời chết vào tay mình, chuyện này trở thành sơ hở lớn nhất trong đạo tâm của gã. Nếu không như vậy, Công Giá Càn đã chẳng đến nỗi mất tích 700 ức năm mà tu vi không tiến bộ, mãi đến bây giờ mới thành tựu tận cùng đại đạo. Cách giết Công Giá Càn nhanh nhất là bắt chặt sơ hở đạo tâm, tập hợp lực lượng ba người, thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát, chu sát gã. Công Giá Càn cất tiếng cười to, lướt qua công kích của ba người. Công Giá Càn đến bên cạnh Thanh Liên Tiên Tôn, vỗ một trường. Uy lực tận cùng tiên thiên Thái Sơ nở rộ, đánh nát Thanh Liên Tiên Tôn, bao gồm đạo quả trong cơ thể. Các người sai rồi, ta lỡ tay giết bằng hữu thân thiết, đương nhiên là áy náy. Thế nhưng bây giờ, Đế Giang đã sống lại, biến thành Nguyên Thủy Thiên Tôn. Các ngươi muốn dùng chiêu này làm hỏng đạo tâm của ta, ngược lại chúng mưu kế rồi. Công Giá Càn một trường bóp nát Thanh Liên Thiên Tôn, xoay sang tấn công Đạo Không Thiên Tôn. Đột nhiên, Hồng Mông Thanh Liên rung lên, uy lực quay về, quét hướng Công Giá Càn. Thanh Liên Thiên Tôn xuất hiện trong Hồng Mông Thanh Liên, lạnh lùng cười nói: Thái Sơ Đạo Huynh cũng quên chúng ta đến từ vũ trụ khác rồi sao? Chém đạo quả của ta, không thể lấy mạng ta được. Công Giá Càn giơ tay đỡ một kích kia, cảm giác Thanh Liên Tiên Tôn vì bị đánh nát đạo quả nên nguyên khí đại thương, thực lực bị tổn hại. Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn lao tới công kích, làm Công Giá Càn không thể giết chết Thanh Liên Tiên Tôn được. Thanh Liên Tiên Tôn và Đạo Không Thiên Tôn tuy chưa vào tận cùng đại đạo, thế nhưng cách cũng không xa, lại mượn uy lực tịch diệt thiên hỏa, hỗn độn, thực lực rất mạnh. Có sức uy hiếp lớn nhất là Đế Lân đã bước vào tận cùng đại đạo. Ba thiên tôn vây công, dùng hết thủ đoạn quay quanh Công Giá Càn đại chiến. Thanh Liên Tiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn liên tục bị thương. Ba người rơi vào thế yếu, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Tiên thiên Thái Sơ của Công Giá Càn hơn Đế Lân cùng Thanh Liên Tiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn một bậc, làm bọn họ hơi khó chịu. Thế nhưng Công Giá Càn muốn bắt ai trong số ba thiên tôn thì không dễ chút nào. Thanh Liên Tiên Tôn thầm nghĩ: May mắn ta và Đạo Không sắp thành tựu tận cùng đại đạo. Bốn thiên tôn đang đánh nhau túi bụi, chợt nghe sâu trong tịch diệt kiếp vang lên tiếng gầm như tiếng trống. Sao? Đó là... Bốn thiên tôn đang đánh nhau vội liếc mắt nhìn, lòng rung động. Tịch diệt kiếp cuối cùng bắt đầu sinh ra tịch diệt đạo nhân hình dạng cuối cùng. Không chỉ một tịch diệt đạo nhân. Sâu nhất trong tịch diệt kiếp cuối cùng, thiên hỏa, kiếp quang, kiếp âm, kiếp lôi, kiếp thủy, ma nhãn, vô tận hóa thành từng đợt tịch diệt liên quang, tụ tập lại hình thành các bóng đen to lớn và vĩ đại. Các tịch diệt đạo nhân liên tục hình thành, tràn ngập khí thế thô bạo, vô biên vô hạn, dục vọng hủy diệt, tử khí âm trầm phát ra từ thân thể các tịch diệt đạo nhân. Đế Lân, Công Giá Càn, hai tồn tại đã bước vào tận cùng đại đạo, cảm giác tim mình đập nhanh. Tận cùng đại đạo, cảnh giới vô số sự say mê, đại biểu cho thành tựu về đạo cao nhất. Cảnh giới trước sau không ai đến, nhưng tận cùng đại đạo không phải vô địch. Nếu đại đạo tịch diệt đến tận cùng, sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung với tận cùng đại đạo. Tịch diệt đạo nhân thật sự đã chết, bị đại đạo tịch diệt đồng hóa.
Tịch Diệt Kiếp cuối cùng sáng tạo ra Tịch Diệt Đạo Nhân dựa theo hình dạng của gã. Tịch Diệt Kiếp cuối cùng bộc phát, Tịch Diệt Kiếp sáng tạo Tịch Diệt Đạo Nhân cũng đến tận cùng đại đạo, biến thành tồn tại cực kỳ đáng sợ. Bốn thiên tôn liếc qua, thấy sáu Tịch Diệt Đạo Nhân đang được hình thành. Sáu Tịch Diệt Đạo Nhân đối ứng với Thanh Liên Thiên Tôn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Công Giá Càn và Giang Nam. Bọn họ là thiên tôn các thể đại trong vũ trụ này. Vũ trụ này hoàn toàn tịch diệt thì cần tiêu diệt 6 người trước, nên 6 Tịch Diệt Đạo Nhân được sinh ra. Bốn thiên tôn cảm giác tức ngực, 6 Tịch Diệt Đạo Nhân mà xông lên sẽ là trận quyết đấu rất vất vả. Phải giết đối thủ trước khi đám Tịch Diệt Đạo Nhân xông lên. Đây là suy nghĩ trong lòng của mọi người. Nếu không giết đối thủ trước, chờ đám Tịch Diệt Đạo Nhân tới gần thì càng nguy hiểm hơn. Đặc biệt là Thanh Liên Thiên Tôn cùng Đạo Không Thiên Tôn gặp nguy hiểm rất lớn. Hai người chưa thành tựu tận cùng đại đạo, nếu như đánh nhau với Tịch Diệt Đạo Nhân tận cùng đại đạo thì khó có thể sống tiếp. Bốn thiên tôn đánh nhau càng dữ dội, chiêu nào cũng là chiêu lấy mạng. Đám người Nguyên Mẫu Thiên Tôn lúc bấy giờ bên dưới Tiên Thiên Lô Bồng không rảnh tay giúp Công Giá Càn, chỉ có thể dốc sức vận chuyển Lô Bồng đối kháng Tịch Diệt Kiếp cuối cùng nghiền nát. Thực lực Công Giá Càn mạnh nhất, 1-3 vẫn chiếm ưu thế, nhưng muốn diệt ai trong số 3 người Đế Lân, Thanh Liên Thiên Tôn cùng Đạo Không Thiên Tôn thì rất khó khăn. Không chỉ thế, Thanh Liên Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn liên tục tiến bộ, cách tận cùng đại đạo cũng càng ngày càng gần. Đạo quả của Thanh Liên Thiên Tôn bị hủy, nhiều ít tiến bộ cũng chậm lại, thế nhưng tu vi thực lực không chênh lệch bao nhiêu với Đạo Không Thiên Tôn. Đế và Tôn luyện thành đạo quả được tất cả đại đạo của Thiên Quân, Đạo Quân trong thời đại Tiên Đạo, bọn họ không nghỉ lại vào đạo quả, khắc khẩn với đa số Thiên Quân, Đạo Quân bên trong thời đại Tiên Đạo. Cuối cùng, tiếng bước chân kinh thiên động địa cũng vang lên, một Tịch Diệt Đạo Nhân cất bước đến gần, chốc lát sau gầm rú, bốn chân chấm đất nhún mạnh lao tới bên cạnh Đế Lân cùng Thanh Liên Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn và Công Giá Càn. Vù 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 vù. Vô số cánh tay mọc ra từ lưng Tịch Diệt Đạo Nhân công kích bốn thiên tôn. Đế Lân lấy thế giới thụ ra quét, một chuỗi tiếng nổ vang lên, các cánh tay Tịch Diệt Đạo Nhân bị bẻ gãy, lại có mấy bàn tay đánh vào thế giới thụ đẩy lùi cái cây. Đế Lân rên rỉ. Cùng lúc đó, công kích của Thanh Liên Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn rơi vào Tịch Diệt Đạo Nhân, thế nhưng chỉ làm Tịch Diệt Đạo Nhân bị chảy ra, không tổn thương được gốc rễ. Hai thiên tôn rất ngạc nhiên. Công Giá Càn cũng bị công kích. Tiên Thiên Thái Sơ thi triển chặt đứt các cánh tay của Tịch Diệt Đạo Nhân. Tiếp theo, Tịch Diệt Đạo Nhân mọc cánh tay mới, vẫn công kích như giông tố mưa bão. Lại có một tiếng giống vang lên, Tịch Diệt Đạo Nhân thứ hai xuất hiện, đập mạnh vào Tiên Thiên Lô Bồng. Tiên Thiên Lô Bồng vỡ ra, đám người Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Vạn Vật Đạo Tổ, Giang Tuyết Tình bị chấn khí huyết dâng trào. Lại một Tịch Diệt Đạo Nhân xuất hiện, Tiên Thiên Lô Bồng vừa phục hồi lại bị Tịch Diệt Đạo Nhân thứ hai đụng nát. Các xúc tu mọc sau lưng rậm rạp múa may, Tịch Diệt Đạo Nhân thừa dịp Tiên Thiên Lô Bồng bị vỡ, xông vào Nguyên Thủy Đại La Thiên, xúc tu cuốn đám người Nguyên Mẫu Thiên Tôn. Công Giá Càn vươn tay chộp kéo chân Tịch Diệt Đạo Nhân, vung mạnh đập vào người Tịch Diệt Đạo Nhân khác. Lúc này, Thanh Liên Thiên Tôn lắc người lao vào Nguyên Thủy Đại La Thiên, tấn công Giang Nam đang vất vả đối kháng với Tịch Diệt Đạo Nhân trong cơ thể mình. Công Giá Càn thoát tim, nhưng gã bị hai Tịch Diệt Đạo Nhân bám giữ không rảnh tay. Nguyên Mẫu Thiên Tôn tức giận quát lên: "Thanh Liên, người dám sao?" Nguyên Mẫu Thiên Tôn lấy Nguyên Giới Kim Thuyền ra đụng vào Thanh Liên Thiên Tôn. Giang Tuyết Tình cùng Giang Tuyết, Vạn Vật Đạo Tổ, Cổ Hạnh Giáo Chủ lấy các pháp bảo của mình công kích Thanh Liên Thiên Tôn. Giang Tuyết lấy Tú Cầu ra, vội nói với Giang Tuyết Tình: "Tình nhi, thu tam giới vào đi." Tim Giang Tuyết Tình rất kế bịch, giật mình tỉnh lại, pháp lực tuôn ra, 33 trọng thiên tam giới nhỏ dần biến thành một tòa linh lung bảo tháp, bị Giang Tuyết Tình đưa vào chậu sành của Lô Bồng. Thanh Liên Thiên Tôn lao vào Đại La Thiên, mặc kệ thắng hay thua, tam giới không chịu nổi chiến đấu giữa các thiên tôn. Chúng sinh tam giới đa số là người bình thường sẽ bị chấn đến nát bấy. Tam giới sớm bị các đạo quân đạo tôn tinh luyện thành một tòa bảo tháp, bên trong chứa 33 trọng thiên. Giờ phút này, tam giới bị đưa vào chậu sành trong Tiên Thiên Lô Bồng, đừng hòng qua ai tổn thương được chúng sinh tam giới. Nguyên Giới Kim Thuyền lao tới, Thanh Liên Thiên Tôn giơ tay lên đỡ, bàn tay vỗ làm thân thuyền hằn dấu tay to lớn, kinh khủng dấu tay rậm rạp vết nứt. Hồng mông thanh liên của Thanh Liên Thiên Tôn bị nhốt bên ngoài Nguyên Thủy Đại La Thiên. Không có đóa thanh liên
thì thực lực của Thanh Liên Tiên Tôn cũng không quá mạnh, thì nhưng vẫn hơn Nguyên Mẫu Tiên Tôn một bậc. Thanh Liên Tiên Tôn mới ra một trường thì Chí Bảo Nguyên Giới Kim Thuyền đã bị vỡ nát. Nguyên Mẫu Tiên Tôn lao lên, hai tiên tôn lướt qua nhau, chỉ trong một giây đã đánh nhau mấy trăm lần. Nguyên Mẫu Tiên Tôn khẽ rên, miệng hộc máu, rơi vào Đại La Thiên. Nguyên Dục Thái Cực Đồ bay xuống, thu Thanh Liên Tiên Tôn vào bên trong. Vạn Vật Đạo Tổ gầm lên, vọt vào trong tranh. Nguyên Dục Thái Cực Đồ thu Thanh Liên Tiên Tôn vào trong, liền biến thành Nguyên Dục Thái Cực Thiên. Cả tòa Nguyên Dục Thái Cực Thiên đều là tiên thiên thái cực đạo cảnh. Vạn Vật Đạo Tổ rơi vào trong tranh, khí thế tăng vọt, thực lực gần bằng đám thiên tôn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn. Tuy Vạn Vật Đạo Tổ không phải thiên tôn, thế nhưng Nguyên Dục Thái Cực Đồ là tiên thiên chí bảo. Giờ có chí bảo này chống đỡ, nên thực lực của Vạn Vật Đạo Tổ tăng lên kinh người. Vạn Vật Đạo Hữu, Thanh Liên Tiên Tôn cười to nói, ngươi và ta xem như quen biết nhiều năm. Ngày xưa ta và Đế Lân đến đây luận đạo cùng ngươi 300 năm, được đạo diệu 9 thời đại tiên sứ từ người của ngươi, lại thắng tiên thiên pháp bảo của ngươi, sau đó mới có thời đại tiên đạo này. Giữa ngươi và ta không thù không oán, nếu ngươi chịu nhường một bước ra thì ta sẽ giữ cho ngươi một mạng. Ngươi đã sống 10 kiếp rồi, thân hồn không thể tiếp tục chuyển thế được. Nếu ngươi chết bây giờ là chết thật. Sao, tha cho ta một mạng sao? Vạn Vật Đạo Tổ cười phá lên, dốc hết sức dao động pháp lực, khí thế càng lúc càng khủng bố. Tiên tôn, ta đã sống 10 kiếp rồi, từ ngực ôm thiên hạ đến sa đọa thành ma, giờ trở thành nguyên dục, đời này không ham muốn gì nữa rồi. Điều duy nhất ta không yên lòng là Định Quang và Linh Châu Tứ. Thanh Liên, ngươi quá hẹp hòi rồi, không chứa được Định Quang cùng Linh Châu, bản thân cũng khó bảo đảm. Chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn là chấp nhận ta, vậy cũng có thể chấp nhận Định Quang cùng Linh Châu. Ta hàng ngươi là chết, không hàng cũng chết, nên đương nhiên ta phải tử chiến rồi. Vạn Vật Đạo Tổ bay lên cao, xông hướng Thanh Liên Tiên Tôn, khí thế càng lúc càng mạnh, có xu hướng từ đạo tôn trùng kích lên thiên tôn. Vốn đạo tâm của Vạn Vật Đạo Tổ khiếm khuyết, hạn chế tu vi ở cảnh giới đạo tôn, giờ đạo tâm khiếm khuyết trở nên hoàn mỹ, Vạn Vật Đạo Tổ mạnh mẽ đột phá trong thời đại vạn đạo tịch diệt này, thành tựu thiên tôn. Thanh Liên Tiên Tôn mặc kệ Vạn Vật Đạo Tổ lao lên. Ta đã từng thắng ngươi vài món tiên tiên pháp bảo, thôi nhường ngươi vài chiêu vậy. Thanh Liên Tiên Tôn lắc người cười. Ta không vượt qua đại kiếp nạn này được sao? Ngươi quá xem thường ta rồi. Mục đích của ta không chỉ vì giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, còn để cướp Nguyên Thủy Đại La bảo kiếm, tiên thiên lô bồng của hắn kìa. Âm 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 âm. Vạn Vật Đạo Tổ ấn mạnh vào ngực Thanh Liên Tiên Tôn, không có gì xảy ra, người gã hơi lung lay. Thanh Liên Tiên Tôn cười nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là mạnh mẽ kinh người, luyện thành hai dị bảo, đặc biệt là lô bồng, có vốn liếng độ qua tịch diệt kiếp cuối cùng. Thật đáng tiếc, tu vi của ngươi quá yếu, không thể phát huy hết uy lực lô bồng được. Vạn Vật Đạo Tổ đánh ra chiêu thứ hai, Thanh Liên Tiên Tôn vẫn mặc kệ, như có gió nhẹ thổi qua vậy. Thanh Liên Tiên Tôn cười nói tiếp, nếu như rơi vào tay của ta thì đại giáo cũng không làm gì ta được, có thể qua kết số này rồi. Vạn Vật Đạo Tổ công kích chiêu thứ 3, thứ 4 vào người Thanh Liên Tiên Tôn. Trong khoảnh khắc 6 kích đã xong, Thanh Liên Tiên Tôn khoanh tay chờ Vạn Vật Đạo Tổ đánh hết 6 chiêu. Thanh Liên Tiên Tôn cười nói, 6 chiêu đã quá, ân oán giữa chúng ta coi như xong. Vạn Vật Đạo Hữu à, nên tiến ngươi lên đường rồi. Ngươi cũng không tệ, trước khi chết lĩnh ngộ ra đạo tâm vĩnh hằng bất diệt, tham ngộ thiên tôn. Tiếc rằng ngươi không thể tưởng tượng chênh lệch giữa thiên tôn và thiên tôn lớn cỡ nào đâu. Thanh Liên Tiên Tôn vung tay đánh vào Vạn Vật Đạo Tổ. Vạn Vật Đạo Tổ di chuyển thân thể, nhưng bàn tay kia càng lúc càng lớn, mặc cho gã né cỡ nào cũng bị bàn tay áp sát, phạm vi không chỉ như thế càng lúc càng rộng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hãy chăm sóc hai đồ nhi của ta, ta chết cũng không tiếc gì. Mái tóc đen bay rối, Vạn Vật Đạo Tổ dốc hết lực lượng nghênh đón trưởng của Thanh Liên Tiên Tôn. Răng rắc một tiếng, hai tay Vạn Vật Đạo Tổ gãy, các linh quang bay ra khỏi đầu, đụng mạnh vào bàn tay của Thanh Liên Tiên Tôn. Thanh Liên Tiên Tôn dính phải đau đớn nhíu mày, lòng bàn tay phát ra uy lực khổng mông tiên thiên, tất cả linh quang trong người Vạn Vật Đạo Tổ bị chấn nát,
cả người thành tấm da, bị trưởng ấn vào trong nguyên dục thái cực đồ. Nguyên dục thái cực đồ nổ tung, trưởng to đè ra người vạn vật đạo tổ, vọt tới chỗ Lê Hoa Thánh Mẫu, Thánh Ma Thiên Tôn. Hai đạo quân chưa kịp la lên đã nổ tung chết ngắc. Thật sự chênh lệch quá lớn. Khổ hạnh giáo chủ Hoa Tiên Thiên khổ trúc lên nhưng bị nổ tung, không có cơ hội đánh sắp lá cà. Trên đầu Thanh Liên Tiên Tôn bốc khói xanh, đáp xuống đất hóa thành ba Thanh Liên Tiên Tôn. Ba Thanh Liên đạo nhân lao hướng sang Thuyết Tình, Khổ Hạnh giáo chủ cùng Nguyên Mẫu Thiên Tôn. Thanh Liên Tiên Tôn bản thể lại đi hướng Giang Nam, ngồi xếp bằng cười nói: "Tồm tép thật phiền nhiễu mà." Khổ Hạnh giáo chủ thấy Thanh Liên đạo nhân già đi hướng mình thì mặt vặn vẹo, xoay người bỏ chạy. Thanh Liên đạo nhân già cười nói: "Khổ Hạnh giáo chủ, đây là Sa Môn đại giáo của ngươi sao? Việc đến bây giờ còn dám giữ lại Sa Môn đại giáo mà không luyện vào tam giới, lòng ngươi quá lớn, thế nhưng bản lĩnh thì quá nhỏ." Khổ Hạnh giáo chủ biến sắc mặt. Thanh Liên đạo nhân già nua không lao hướng Khổ Hạnh giáo chủ mà đi tới Sa Môn đại giáo bên trong Đại La Thiên. Trong Sa Môn đại giáo lúc này có mấy trăm ngàn vạn đại Phật cùng sư tỷ kheo ni cô ngồi tụng Phật hiệu, Phật quang bắn lên trời, không hề sợ hãi Thanh Liên đạo nhân già đến gần. Tiếng tụng kinh càng ngày càng vang dội. Thanh Liên đạo nhân già ấn một trường, Khổ Hạnh giáo chủ hét to chắn ngang trước Sa Môn đại giáo. Thanh Liên đạo nhân già ấn vào ngực Khổ Hạnh giáo chủ. Khuôn mặt vặn vẹo của Khổ Hạnh giáo chủ cố nặn ra một nụ cười: "Tiền tôn, xin hãy chữa cho ta chút đạo thống." Bùm một tiếng, Khổ Hạnh giáo chủ nổ nát, linh quang mất đi, thành cho bụi tan biến. Thanh Liên đạo nhân già lắc đầu nói: "Vũ trụ tịch diệt thì Sa Môn làm sao tồn tại được đây, chỉ tăng thêm kiếp số mà thôi." Thanh Liên đạo nhân già phất tay áo, Sa Môn đại giáo sụp đổ thành hồng mông bốc lên. Các đại Phật, sư tỷ kheo ni tan biến trong hồng mông. Lúc này Nguyên Mẫu Thiên Tôn nghênh đón Thanh Liên đạo nhân trung niên, Giang Tuyết Tình thi đấu với Thanh Liên đạo nhân thiếu niên. Giang Tuyết chớp mắt tú cầu đánh vào Thanh Liên Tiên Tôn đi hướng Giang Nam. Giang Tuyết cười nói: "Tiên Tôn, nhiều đệ tử của ngươi đã chết rồi, ta giết đến mỏi tay, đặc biệt là Ngọc Kinh. Khi ta diệt thần hồn của hắn thì Ngọc Kinh còn to mồm bảo là đệ tử của ngươi kìa." Thanh Liên Tiên Tôn dừng bước lại, nhìn Giang Tuyết cười cười: "Yêu hồ, ngươi đang tự tìm đường chết sao? Nếu ngươi không dạy dỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn ra cái bộ dạng này thì làm gì có ngày hôm nay. Thôi được rồi, tiến ngươi lên đường trước vậy." Tú cầu biến thành ánh lửa, Thanh Liên Tiên Tôn chỉ một cái, tú cầu cựng lại trong không trung, không thể động đậy được một ly. Giang Tuyết thế vậy biến sắc mặt, vội bay ra sau. "Tú cầu bình thường không thấy tiên thiên linh báo, Nguyên Thủy Tiên Tôn tự mình sử dụng cũng không bị thương được ta chút nào, nói gì đến ngươi đấy." Thanh Liên Tiên Tôn co tay búng nhẹ, tú cầu nổ tung. Giang Tuyết chưa làm chín bay đi bốn phương tám hướng. Thanh Liên Tiên Tôn cười lớn liên tục chỉ, chín phân thân của Giang Tuyết chết nổ tung trong không trung hóa thành tro tàn. "Hổ ly gian xáo, dám giở trò vặt trước mặt cáo giả ta đây sao?" Thanh Liên Tiên Tôn đi hướng tiên thiên lô bồng cười nói: "Nếu là người khác giết ngươi chín lần sẽ cho rằng ngươi đã chết hẳn, thế là ngươi trốn thoát được một kiếp nạn. Thế nhưng trò vặt của ngươi chỉ là trò hề trong mắt Thiên Tôn ta." Thanh Liên Tiên Tôn đi vào tiên thiên lô bồng, ngước lên nhìn. Trước lư hương treo một bức tranh thần nhân, đó là một nữ nhân áo trắng, yểu điệu xinh đẹp, mặt mày giống Giang Tuyết. Bên cạnh là một ngọn núi, dưới chân núi có hồ ly trắng ngước lên nhìn. Thanh Liên Tiên Tôn cười nhạt chỉ một cái, khuôn mặt nữ nhân áo trắng trong tranh lộ ra vẻ kinh hoàng. Cổ Thiên Nga xách một đường như bị lực lượng nào đó chém ngang, bức tranh chảy máu. "Yêu hồ, bây giờ rốt cục cũng đã chết rồi, coi như ta báo thù cho những đồ nhi trong tay ngươi, kết thúc nhân quả này." Thanh Liên Tiên Tôn định ra khỏi tiên thiên lô bồng, đột nhiên biến sắc mặt, xoay người lạnh lùng cười nói: "Suýt nữa bị ngươi lừa, nữ nhân trong tranh là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẽ nữ nhân hắn yêu, hồ ly trắng trong tranh mới là ngươi thật sự." Hồ ly trắng dưới chân núi nhảy ra khỏi tranh, biến to há mồm tát Thanh Liên Tiên Tôn. Thanh Liên Tiên Tôn không nhúc nhích, thế nhưng hồ ly trắng bị đóng đinh giữa không trung, thân bất do kỷ mà hóa thành Giang Tuyết. Thanh Liên Tiên Tôn gật gù nói:
chờ ta nghiệm chân thân rồi ngươi hãy lên đường. Thanh Liên Tiên Tôn chỉ một cái, chán răng tuyết nứt ra, đạo quả bay khỏi cơ thể. Đạo quả tan rã trước mặt Thanh Liên Tiên Tôn, thần hồn bay ra khỏi đạo quả là thần hồn hồ ly chín đuôi. Thanh Liên Tiên Tôn gật đầu cười nói: "Là chân thân, Nguyên Thủy Thiên Tôn không ký thác thần hồn của ngươi vào cái khác. Đông Cực Yêu Hồ, lên đường đi thôi." Thanh Liên Tiên Tôn xoay người, một sợi tóc đen xẹt qua thần hồn của Giang Tuyết. Giang Tuyết ngẩn ngơ, đôi mắt tinh nghịch tối dần, thần hồn tan vỡ. "Tử Xuyên, từ biệt ngươi." Yêu một người, nếu không thể chiếm hữu hắn hoàn toàn thì ta nguyện ở sau lưng nhìn hắn, ủng hộ hắn, dâng hiến tất cả của mình cho hắn, bao gồm cả mạng sống. Đây là những lời mà Giang Tuyết đã nói. "Sao?" Thanh Liên Tiên Tôn đang định rời đi chợt kêu lên, cảm nhận dao động khác thường. Thanh Liên Tiên Tôn dừng bước lại, cảm ứng kỹ. Thanh Liên Tiên Tôn lắc đầu nói: "Đã hồn phi phách tán, không phải phân thân sao?" Vạt áo Thanh Liên Tiên Tôn bay lên đi hướng Giang Nam, chợt nghe tiếng rồng ngâm chuyển ra từ Tiên Thiên Lô Bồng. Một con rồng to chui ra khỏi chậu sành, gầm giống lao vào Thanh Liên Tiên Tôn. Lưng con rồng to cõng Thiên Phi Đạo Tôn, khuôn mặt thanh tú đầy sát khí. Nguyên Mẫu Tiên Tôn nhìn muốn nứt khóe mắt, tức giận quát lên: "Thiên Phi, đã bảo ngươi trốn trong đó bảo vệ cấm khu mà sao chạy ra làm gì?" Thiên Phi Đạo Tôn lạnh nhạt nói: "Trốn trong Tiên Thiên Lô Bồng bị Thanh Liên luyện hóa cũng chết đi, đi ra có thể liều mạng một phen." Nguyên Mẫu Thiên Tôn bực tức, tiếc rằng nàng bị Thanh Liên đạo nhân trung niên ngăn chặn, không thoát ra được. Thanh Liên Tiên Tôn bật cười nói: "Dưới tài Nguyên Thủy Thiên Tôn thật có nhiều người cương cường. Dao động kỳ lạ vừa rồi là các ngươi phát ra đúng không? Thì ra các ngươi ẩn thân trong đây. Cũng được, ta tiễn tất cả lên đường." Con rồng to gầm giống cõng Thiên Phi Đạo Tôn xông lên. Lúc bấy giờ, sáu tịch diệt đạo nhân đã được sinh ra, hùng hổ lao lên. Công Giác Càn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn bị bao vây. Có tịch diệt đạo nhân liên tục tấn công Nguyên Thủy Đại La Thiên. Công Giác Càn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn không dư sức công kích đối thủ nữa, chỉ có thể dốc hết sức đỡ tịch diệt đạo nhân tấn công. Ba người Công Giác Càn, Đế Lân cùng Đạo Không Thiên Tôn gặp nguy hiểm, chỉ mảnh treo chuông, tùy thời sẽ thân tử đạo tiêu, chết vì bị tịch diệt đạo nhân vây công. Công Giác Càn tận cùng đại đạo Tiên Thiên Thái Sơ đối diện với tịch diệt đạo nhân cuồng bạo kinh người, cũng chịu không nổi mà bị thương nặng. Đế Lân cùng Đạo Không Thiên Tôn kém cỏi hơn Công Giác Càn nên tình hình càng tệ, người bọn họ đầy vết rách. Những tịch diệt đạo nhân hình dạng cuối cùng, đại đạo tịch diệt xâm nhập cơ thể, đạo quả pháp bảo nguyên thần, đại đạo linh quang, tất cả của bọn họ. Không chỉ thế, tịch diệt kiếp cuối cùng hình thành các tịch diệt ma chống to lớn quay xung quanh Nguyên Thủy Đại La Thiên và bọn họ, kêu thủng thủng không dứt. Từng đợt tịch diệt linh quang chém xuống, sắc bén không gì sánh được, ảnh hưởng ba thiên tôn phát huy thực lực. Lúc này, ở chỗ sâu nhất tịch diệt kiếp cuối cùng có tiếng gầm vang lên. Công Giác Càn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn liếc trộm, da đầu tê dại mà luống cuống tay chân. Lại có các tịch diệt đạo nhân đang được hình thành. Tịch diệt kiếp cuối cùng muốn quét sạch mọi thứ trong vũ trụ. Sáu tịch diệt đạo nhân không đối phó với thiên tôn được thì sinh ra sáu tịch diệt đạo nhân khác. Đạo Không Thiên Tôn cười to, tiếng cười cực kỳ bi thảm. Thì ra tận cùng đại đạo cũng không vượt qua tịch diệt kiếp cuối cùng nói. Đạo Không Thiên Tôn còn kém một bước là vào tận cùng đại đạo Hỗn Độn Tiên Thiên, thế nhưng Đạo Không Thiên Tôn không bước ra được. Tịch diệt kiếp cuối cùng, tịch diệt vũ trụ biến thành hỗn độn là đất lành tu luyện hiếm có cho Đạo Không Thiên Tôn. Thế nhưng gã đấu với đám tịch diệt đạo nhân, chợt nhận ra đại đạo tịch diệt xâm nhập vào cơ thể mình. Hỗn Độn Tiên Thiên bị xâm thực tan nát, sự sống bị xói mòn. Đại đạo tịch diệt khắc chế Hỗn Độn Tiên Thiên khiến cho Đạo Không Thiên Tôn không cách nào đi ra được một bước đến tận cùng đại đạo Hỗn Độn Tiên Thiên được. Hơn nữa, Đạo Không Thiên Tôn có đi tới tận cùng đại đạo cũng không đỡ nổi nhiều đại đạo tịch diệt như vậy. Đại đạo tịch diệt không chỗ nào là không xâm nhập. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có nói sai, tịch diệt kiếp qua đi, hỗn độn cũng sẽ chết theo. Đạo Không Thiên Tôn rơi vào điên cuồng, thế công cực kỳ mạnh mẽ. Đạo Không Thiên Tôn bi thương mà cười lớn. Tịch diệt thiên hóa cũng sẽ tắt đi, vũ trụ hoàn toàn bị diệt,
không có sự sống gì cả. Lại có 6 tịch diệt đạo nhân được sinh ra, từ chỗ sâu nhất tịch diệt kiếp, cuối cùng gầm giống sông lên. Từng đợt tịch diệt linh quang tụ tập lại, 6 tịch diệt đạo nhân khác từ từ cũng được hình thành. Đế Lân cùng Công Giã Càn quá tuyệt vọng, bất cứ một tịch diệt đạo nhân nào cũng có thực lực ngang ngửa với bọn họ, được tận cùng đại đạo, thậm chí còn mạnh hơn. Bây giờ tịch diệt đạo nhân liên tục sinh ra trong tịch diệt kiếp cuối cùng, bọn họ làm sao ngăn cản được đây? Thử nghĩ mà xem, một đống tịch diệt đạo nhân bao vây ngươi, liên miên bất tận ùa tới, kèm theo đại đạo tịch diệt, cảnh tượng đó là kinh khủng biết mấy. Không có sự sống, độ mạnh của tịch diệt kiếp cuối cùng vượt qua dự đoán của mọi người, không cho ai để lại chút cơ hội sống nào. Vẻ mặt của Đế Lân buồn bã nói, tận cùng đại đạo cũng không qua được rồi. Tồn tại như bọn họ có thể tu thành thiên tôn thì đạo tâm rất cứng rắn, chưa từng tuyệt vọng bao giờ. Cảnh tượng trước mắt lại làm cho bọn họ tuyệt vọng, nhất là Đế Lân, đạo không thiên tôn. Hai người cùng Thanh Liên thiên tôn giết vào Nguyên Thủy Đại La Thiên. Trừ có thù không đội trời chung với Giang Nam, quan trọng nhất là bọn họ cho rằng tận cùng đại đạo có thể đội qua tịch diệt kiếp cuối cùng. Trừ khử Giang Nam cùng Nguyên Thủy Đại La Thiên, khiến cho kiếp uy nhỏ đi một chút là chuyện có lợi, cớ sao lại không làm. Giờ đây bọn họ biết mình đã sai, sai lầm làm người ta phải tuyệt vọng. Trong tịch diệt kiếp cuối cùng không có bất cứ sự sống nào cả. Ba thiên tôn, hai người đã vào tận cùng đại đạo đều bị thương nặng, vết thương càng lúc càng nặng. Trận chiến này không còn có gì thay đổi, nghênh đón bọn họ là toàn quân bị diệt, sẽ chết thảm. Trước tịch diệt không ai sống nổi. Lúc này bên trong Nguyên Thủy Đại La Thiên, Thanh Liên tiên tôn định giết con rồng to cùng Thiên Phi đạo tôn, đột nhiên thoáng nhìn thấy Giang Nam mở mắt từ khi nào. Giang Nam kinh ngạc nhìn hướng Tiên Thiên Lô Bồng. Da đầu Thanh Liên tiên tôn tê dại, sợ đến nỗi suýt xoay người bỏ chạy. Thanh Liên tiên tôn chợt thấy Giang Nam chỉ mở mắt chứ không nhúc nhích, gã liền thở phào. Thanh Liên tiên tôn cũng không vội giết con rồng to cùng Thiên Phi đạo tôn, mà đi tới bên cạnh của Giang Nam. Thanh Liên tiên tôn cười nói, Nguyên Thủy thiên tôn, hôm nay ta sẽ tiến đưa người lên đường. Tại sao? Giang Nam phất lờ Thanh Liên tiên tôn đến gần, hắn làm nhảm nói. Giang Nam tự nói thầm, tại sao ta có thể cứu chúng sinh, thế nhưng không cứu được nàng? Tại sao? Giang Nam như mơ hồ nhìn thấy một nữ nhân yểu điệu đang đứng trên thần giới, nhẹ nhàng mà nói với hắn, Tử Xuyên, ngươi và ta cũng là chúng sinh. Bỗng Thanh Liên tiên tôn xuất thủ ấn xuống đầu Giang Nam. Tại sao? Tại sao? Giang Nam khép mắt lại, hai dòng lệ chảy xuống. Thanh Liên tiên tôn đã đánh xuống đầu Giang Nam, nhưng gã chợt nhận thấy hắn trở nên to lớn hơn, thân thể càng lúc càng mênh mông, nguyên thủy thương mang không thể đo lường, không thể ước đoán. Bàn tay Thanh Liên tiên tôn cách đầu Giang Nam càng lúc càng xa, gã vào bàn tay như rút nhỏ lại, uy lực yếu dần. Ảo giác sao? Thanh Liên tiên tôn quát lớn, nâng cao tinh thần. Một tiếng nổ vang lên đích tai, hồng mông Thanh Liên đập mạnh vào Tiên Thiên Lô Bồng, bay tới chỗ Thanh Liên tiên tôn. Thanh Liên tiên tôn chộp đóa hoa sen, chợt giọt nước mắt từ trên trời rơi xuống, giọt lệ rơi xuống hồng mông Thanh Liên, đóa hoa báu vật nguyên thủy dùng cánh hoa tan vỡ. Ầm một tiếng, lại một giọt lệ rơi vào người Thanh Liên tiên tôn, gã hộc máu bị đánh té xuống đất. Thanh Liên tiên tôn vùng vẫy định đứng dậy, giọt lệ thứ ba đã rơi xuống đánh nát gã ra. Cảnh giới nguyên thủy sao? Thanh Liên tiên tôn sống lại trong hồng mông Thanh Liên, ngước lên nhìn, các giọt nước mắt rơi xuống. Thanh Liên tiên tôn vừa sống lại đã bị nước mắt đập vỡ một lần rồi lại một lần rồi lại một lần nữa. Rốt cuộc hồng mông Thanh Liên bị nước mắt đâm thủng lỗ chỗ. Giang Nam cũng chậm rãi đứng lên, nguyên thủy Đại La Thiên chướng to ra, lan tràn ra bên ngoài. Trong khoảnh khắc, Đại La Thiên đến gần Công Giã Càn, Đế Lân cùng đạo không thiên tôn, kéo ba người vào bên trong. Các tịch diệt đạo nhân bị chắn ngoài Đại La Thiên. Đám tịch diệt đạo nhân tức giận gầm giống, nhào vào nguyên thủy Đại La Thiên, lại bị Tiên Thiên Lô Bồng ngăn chặn. Tịch diệt đạo nhân sinh sôi càng ngày càng nhiều. Mỗi một tịch diệt đạo nhân có thực lực tận cùng đại đạo, thế nhưng không công phá Tiên Thiên Lô Bồng được, mà bước vào nguyên thủy Đại La Thiên được nửa bước. Đạo không thiên tôn nhìn Giang Nam,
tinh thần rung động, chợt nhớ lời giao ước với hắn, thở dài, khom người vái. Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Giang Nam vẫy tay, Hồng Mông Thanh Liên rơi vào lòng bàn tay. Lòng Đế Lân thít chặt, vội chạy tới, lớn tiếng nói. Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, xin hãy khoan dung độ lượng đi. Bây giờ, người đã là Đại Thiên Tôn, không tai không kiếp, vạn kiếp bất diệt. Tịch diệt kiếp cuối cùng cũng không làm gì được ngươi. Xin Đại Thiên Tôn, đại nhân đại lượng, tha thứ Thanh Liên đạo huynh một mạng. Thanh Liên Tiên Tôn lúc bấy giờ dãy dụa sống lại trong Hồng Mông Thanh Liên, ngước lên nhìn. Ánh sáng rực rỡ, không thấy rõ mặt mày của Giang Nam. Thanh Liên Tiên Tôn thầm thở dài. Thanh Liên Tiên Tôn quỳ gối bên trong Hồng Mông Thanh Liên nói: Đại Thiên Tôn, Thanh Liên phục rồi. Năm xưa ta rời khỏi quê hương vì muốn tìm một vùng đất mới tái diễn truyền kỳ. Ta là Đại Thiên Tôn, không ai vượt qua được. Hiện nay Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn xuất thế, vũ trụ này không còn chỗ dung thân cho ta. Đại Thiên Tôn, hãy lưu đẩy ta đi. Giang Nam cúi đầu nhìn hoa sen trong lòng bàn tay. Nguyên Thủy vô kiếp, chúng sinh có kiếp. Thanh Liên đạo hữu vẫn là chúng sinh, thân ở trong tai kiếp. Có lưu đẩy ngươi cũng không sống nổi. Thì nhưng người chết không thể sống lại. Có sự tử ngươi thì người chết trong tay ngươi cũng không sống lại được. Cơ mặt Thanh Liên Tiên Tôn cứng ngắc lại. Giang Nam tiếp tục nói: Ta sáng tạo một vòng nhân quả cho ngươi, nối quá khứ trong chớp mắt, hiện tại trong chớp mắt, phong ấn ngươi trong đó. Khoảnh khắc sinh, khoảnh khắc tử, vòng nhân quả này gọi là trong khoảnh khắc đó. Lòng Thanh Liên Tiên Tôn lạnh lẽo, định nói gì chợt thấy Giang Nam ném gã ra khỏi Nguyên Thủy Đại La Thiên. Thanh Liên Tiên Tôn rơi xuống đất, các tịch diệt đạo nhân lao hướng gã. Trong khoảnh khắc, Thanh Liên Tiên Tôn đã bị xé xác thành mấy mảnh. Lúc này Thanh Liên Tiên Tôn lại rơi xuống đất, lần nữa bị các tịch diệt đạo nhân xé xác. Một vòng nhân quả to lớn bao vây Thanh Liên Tiên Tôn, tuần hoàn lặp lại, vĩnh viễn phong ấn sự sống cái chết của Thanh Liên Tiên Tôn trong khoảnh khắc đó. Giang Nam phong ấn Thanh Liên Tiên Tôn trong khoảnh khắc kia. Đế Lân vội chạy lên, hét lên thất thanh: Đừng! Đế Lân tiến lên trước một bước, thấy Giang Nam trở nên vô cùng to lớn, ánh sáng vô lượng chiếu rọi. Đế Lân trở nên nhỏ xíu, Đế Lân giật mình, vội vàng thụt lùi. Mọi thứ đã trở nên bình thường. Đế Lân cũng là tồn tại tận cùng đại đạo, thế nhưng ở trước mặt Giang Nam vẫn thấy mình thật nhỏ bé. Cảm giác đối diện với Nguyên Thủy quá rung động, như thể một người đứng trong biển cả, trời sao bao la vô ngần. Đế Lân hé môi, thế nhưng không nói thêm gì, thở dài thầm thượt. Việc cho đến bây giờ có nói gì cũng là vô ích. Sau khi Giang Nam thành Nguyên Thủy, danh hiệu Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn đã vững vàng. Thực lực của Giang Nam đã bày ra đó, không người sánh kịp. Báu vật Nguyên Thủy, tận cùng đại đạo gì đó ở trước mặt Nguyên Thủy tựa như một sinh linh nhỏ bé trước biển cả và trời sao. Dù Đế Lân bất mãn cũng chỉ có thể chôn nó dưới đáy lòng. Bên ngoài Nguyên Thủy Đại La Thiên tụ tập càng ngày càng nhiều tịch diệt đạo nhân, giờ đã là hơn 50 tịch diệt đạo nhân. 50 mấy tịch diệt đạo nhân liên tục tấn công Nguyên Thủy Đại La Thiên. Dù cho Giang Nam bây giờ đã đến tận cùng đại đạo Nguyên Thủy, Nguyên Thủy Đại La Thiên vẫn rung lắc bần bật, tùy thời sẽ bị tịch diệt đạo nhân công phá. Mới vừa rồi, Thanh Liên Tiên Tôn bị Giang Nam ném ra Nguyên Thủy Đại La Thiên, phong ấn trong mảnh đất kỳ lạ trong khoảnh khắc đó, làm thiếu đi vài tịch diệt đạo nhân. Tịch diệt kiếp cuối cùng vẫn liên tục sinh ra tịch diệt đạo nhân mới, dường như không giết hết mọi người, quyết không bỏ qua. Tịch diệt kiếp cuối cùng vẫn còn, Công Giã Càn cảm thán nói: Tận cùng đại đạo, thì ra chưa đến tận cùng, thế nhưng có thể thấy Nguyên Thủy đã mãn nguyện suốt đời rồi. Nguyên Mẫu Thiên Tôn hỏi: Đại Thiên Tôn có thể tiêu trừ kiếp số này, trả lại bình yên cho thế gian đúng không? Giang Nam chỉ một cái, ở bên ngoài Nguyên Thủy Đại La Thiên, các tịch diệt đạo nhân nổ tung thành tro bụi. Giây lát sau, 50 mấy tịch diệt đạo nhân đã biến mất. Nhưng sâu trong tịch diệt kiếp cuối cùng, tiếng gầm tựa sấm, các tịch diệt đạo nhân nhảy ra ập vào Nguyên Thủy Đại La Thiên. Thiên địa nhân quả vẫn còn, ta có thể chặn kiếp số, thế nhưng không thể tiêu trừ được. Giang Nam lắc đầu nói: Kiếp vận thương mang, Nguyên Thủy vô kiếp, nhưng các ngươi có kiếp. Khi nào các ngươi còn thì tịch diệt kiếp cuối cùng mãi mãi sẽ không biến mất đi. Mọi người mặc nhiên,
Giang Nam nghiêm nghị nhìn Đạo Không Thiên Tôn. Đạo Không đạo hữu, giúp vô cực đến dẫn vô lượng kiếp, tịch diệt kiếp này, có nguyện ý trả lại tội lỗi hay không? Đạo Không Thiên Tôn giật mình, ngước lên nhìn Giang Nam, lớn tiếng nói: Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta đã thực hiện lời hứa, tôn ngươi làm Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn mà còn hẹp hòi, tính nợ cũ hay sao? Ngô xuẩn, cứng đầu. Giang Nam búng tay, cơ thể Đạo Không Thiên Tôn nổ tung, đạo vỡ, nguyên thần nát, chỉ còn lại thần hồn. Thần hồn của Đạo Không Thiên Tôn hét lên: Đại Thiên Tôn, ta nguyện vào vô nhân cấm khu. Giang Nam lắc đầu nói: Đạo hữu, ta kêu ngươi trả tội, nếu ngươi không chết thì sao trả đây? Làm sao khiến tịch diệt kiếp cuối cùng tan biến được đây? Làm sao xứng với sinh linh chết trong vô lượng hạo kiếp này đây? Hơn nữa, nếu ngươi nhờ vào vô nhân cấm khu sống đến thời đại mới thì lại gây ra thêm căn quá, vì vậy ta không giữ ngươi được. Bùm một tiếng, thần hồn của Đạo Không Thiên Tôn vỡ nát, hồn phi phách tán. Ở bên ngoài Nguyên Thủy Đại La Thiên, các tịch diệt đạo nhân nổ tung, tịch diệt đạo nhân đối ứng với Đạo Không Thiên Tôn cũng biến mất. Giang Nam nhìn Đế Lân, Đế Lân cười thản nhiên nói: Đại Thiên Tôn có lý do giết Đạo Không Thiên Tôn, vậy lý do giết ta là gì? Xin Thiên Tôn cho ta chết rõ ràng. Giang Nam nhìn Đế Lân chằm chằm: Đế Lân đạo hữu, tội không đáng chết, thế nhưng ta muốn giết ngươi. Đế Lân nghe vậy buồn bực cười nói: Được, lý do này đã đủ, thực lực của ngươi mạnh mà. Giang Nam lắc đầu nói: Đế Lân đạo hữu và Thanh Liên đạo hữu là người xứ lạ, mang theo tu vi thực lực đến đây, tịch diệt kiếp cuối cùng làm hủy diệt hết thảy sinh linh sinh ra trong vũ trụ này, thu về thiên địa nhân quả. Nguyên Thủy cũng không thể tiêu trừ tịch diệt kiếp cuối cùng được. Nhưng nếu giết hai thiên tôn xứ lạ, thay thế chúng sinh khác, có lẽ sẽ cho chúng sinh một cơ hội sống. Thanh Liên đã ứng kiếp rồi, người cũng cần ứng kiếp. Đây là lý do ta muốn giết ngươi. Đế Lân gật gù: Lý do này được. Giang Nam chỉ một cái, Đế Lân thở dài, cơ thể nát, đạo quả nổ, thế giới thụ sụp xuống hóa thành tro tàn. Giang Nam nhẹ vẫy tay, một trái cây rơi khỏi thế giới thụ bay vào tay hắn. Giang Nam giao trái cây cho Giang Tuyết Tình dặn dò nói: Tình nhi, trồng trái này bên trong vô nhân cấm khu, vi phụ đã xóa ký ức của hắn rồi, cho hắn một cơ hội. Giang Tuyết Tình nhận trái cây, lấy cấm khu ra khỏi lô bồng, chôn trái cây xuống đất vô nhân cấm khu. Giang Nam nhìn con rồng to, con rồng to nói: Giáo chủ không cần nói, ta biết nên làm sao. Con rồng to gầm giống, hiện ra nguyên hình mênh mông vô biên, thân rồng mấp máy, linh quang tan vỡ thành tro bụi, chỉ còn lại một lũ thần hồn bay ra khỏi, chui vào vô nhân cấm khu. Thần hồn con rồng to hét lớn: Giáo chủ, ta đi đây, kiếp sau gặp lại. Giang Nam thở dài, Giang Tuyết Tình ngước lên buồn bã nói: Phụ thân, mẫu thân đã chết rồi, nữ nhi cũng nên ứng kiếp thôi. Nữ nhi sẽ chém bản thân làm chủ vô nhân cấm khu. Sau khi nữ nhi ứng kiếp, tịch diệt kiếp cuối cùng có thể nhỏ bớt mấy phần hay không? Giang Nam gật đầu nói: Chờ khi ta khai thiên, anh linh trong cấm khu sẽ được hồi sinh, người cứ đi đi. Giang Tuyết Tình ngước mắt nhìn Giang Nam, lấy bảo kiếm ra cắt cổ, máu phun ra rơi xuống đất, đạo quả tan rã, một lũ anh linh chui vào vô nhân cấm khu trong lô bồng. Nữ nhi của ta. Nguyên Mẫu Thiên Tôn im lặng trong giây lát nói: Đại Thiên Tôn, ta có thể chết, thế nhưng Thiên Phi... Thiên Phi sẽ không chết, ta sẽ giữ lời hứa. Giang Nam nhìn Thiên Phi Đạo Tôn, lại nhìn Công Giác Càn cùng Nguyên Mẫu Thiên Tôn. Giang Nam nói: Huynh trưởng, tàu tấu sẽ không cần chết, chém bỏ tu vi là được. Hai người xứ lạ là Đế Lân cùng Thanh Liên đã ứng kiếp rồi, để lại một đường sống. Tuyết Tình hứa với đám người Thiên Hy sẽ làm chủ cấm khu, nàng ứng kiếp là đáp lại tâm nguyện, cũng để lại một cơ hội sống cho các người. Hai vị cần ở lại làm chứng cho ta. Công Giả Càn cùng Nguyên Mẫu Thiên Tôn tự chém tu vi, biến thành người bình thường. Nguyên Mẫu Thiên Tôn nắm tay Công Giả Càn cười nói: Lão thỏ, bây giờ ngươi trở thành phàm nhân, không trốn thoát lòng bàn tay của lão lương được rồi.
Công Giá Càn cười khổ. Ở bên ngoài Nguyên Thủy Đại La Thiên lại có nhiều tịch diệt đạo nhân tan biến, thế nhưng còn khá nhiều tịch diệt đạo nhân tồn tại liên tục mà tấn công Đại La Thiên. Tịch diệt đạo nhân còn lại là kiếp số của ta, nhưng ta vô tai vô kiếp, bọn họ không làm gì ta được. Giang Nam ra khỏi Nguyên Thủy Đại La Thiên, các tịch diệt đạo nhân lao lên dung nhập vào người của Giang Nam rồi biến mất. Tịch diệt kiếp cuối cùng cuồn cuộn dâng lên cũng dần bình lặng. Hỗn độn mông lung, tịch diệt thiên hỏa tắt ngấm, hỗn độn không có chút sự sống, khắp nơi là tĩnh lặng. Tịch diệt thiên hỏa dập tắt, đây là tương lai làm người ta tuyệt vọng. Hỗn độn đại đạo biến mất, đại đạo tịch diệt cũng mất. Gợn sóng từ thời đại nguyên đạo lan đến nay cũng tĩnh lặng lại. Không có thời đại mới kéo dài văn minh cũ sinh ra trong mảnh đất tử vong này. Trừ phi Nguyên Thủy Thiên Tôn lại khai thiên, thế nhưng như thế thì sẽ lại dấy lên gợn sóng mới. Là thời đại không có lịch sử, hoàn toàn khác hẳn, không liên quan gì đến các thời đại nguyên đạo hay tiên đạo. Vũ trụ chết, tận cùng thời không cũng là khởi điểm. Dòng thời gian chấm dứt tại đây cũng bắt đầu ở đây, tạo nên luân hồi khác. Có lẽ trong luân hồi tiếp theo sẽ có rất nhiều câu chuyện buồn vui lẫn lộn như hiện tại. Nhiều sinh linh trí lớn cao xa trong dòng thời gian tương lai để lại các bóng dáng hoặc đậm hoặc nhạt. Nhưng những câu chuyện chưa xảy ra, các sinh linh này cũng chưa ra đời. Giang Nam nhìn hỗn độn không có sự sống, đột nhiên hú dài xuyên qua thời gian quá khứ. Âm 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 âm. Lực lượng các thời đại tiền sử quá khứ đập vào Giang Nam, ngăn cản hắn, ngăn hắn hay thay đổi lịch sử quá khứ. Cơ thể Giang Nam nứt rạn, dù hắn đã trở thành nguyên thủy, thế nhưng trước quá khứ vẫn sẽ bị thương. Giang Nam lần lượt trùng kích, Công Giá Càn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn cùng Thiên Phi Đạo Tôn nhìn mà hét lên chói tai. Giang Nam tìm kiếm thời không quá khứ, tìm thần hồn của người mình yêu. Cuối cùng Giang Nam bắt được cái gì đó, sau đó bị hất ra khỏi thời không quá khứ. Đột nhiên một thanh âm lạnh lót vang lên, lạnh nhạt thế nhưng chấn động vũ trụ tĩnh lặng. Nguyên Thủy vô kiếp, chỉ có tình tự tổn thương. Đế Giang xin bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một thân hình như ảo như mộng bước ra từ thời gian. Công Giá Càn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn ngơ ngác nhìn đế hoàng trẻ tuổi. Thiên Phi Đạo Tôn cũng ngây ra như phỗng. Đế Giang, Giang Thái Khư từ thời không quá khứ nhập mộng, trải qua tương lai tràn ngập tuyệt vọng và chết chóc. Lần trước Đế Giang nhập mộng thấy Giang Nam tuyệt vọng, lần này Đế Giang thấy cố nhân và người mình yêu. Thiên Phi. Giang Nam cười lớn, cẩn thận thu về thần hồn rách nát trong lòng bàn tay mình. Thần hồn rách nát đó là hồ ly trắng chín đuôi bị đốt, chỉ miễn cưỡng hợp thành hình dạng thần hồn. Đế Giang, rốt cuộc ngươi cũng đã đến, chuyện ta hứa với ngươi cũng đã làm được. Giang Nam chỉ tay một cái, thi thể Đế Giang bay ra khỏi Nguyên Thủy Đại La Thiên, dung hợp với đế hoàng trẻ tuổi như mộng như ảo. Giang Nam nói: Thiên Phi, nàng chờ người mình yêu hơn 1000 ức năm, nay cũng đã về. Thiên Phi Đạo Tôn ngạc nhiên, băng sưng trong lòng của nàng hòa tan. Thiên Phi Đạo Tôn lao vào ngực đế hoàng trẻ tuổi. Công Giá Càn cùng Nguyên Mẫu Thiên Tôn ngạc nhiên không hiểu ra sao. Giang Nam kể sơ lại đầu đuôi câu chuyện. Công Giá Càn nhíu mày buồn bã thở dài: Thì ra ngươi thừa nhận mình là Đế Giang chỉ vì khiến ta sống sót, khiến Thiên Phi sống tiếp. Thế nhưng Đế Giang nhập mộng du lịch đến tận cùng tận thế, không ngồi sinh được, vẫn phải chia ly. Nguyên Mẫu Thiên Tôn buồn bã buồn phiền nhìn đôi tình nhân ôm nhau. Giang Nam cười nói: Nơi này là tận cùng thời không, không có thời gian cháy. Ta để lại xác Đế Giang là vì ngày hôm nay. Đế Giang nhập mộng vào thân hình của mình không khác gì người sống cả. Công Giá Càn nhíu mày hỏi: Sao, ý của ngươi là? Ý của ta là chỉ cần bọn họ muốn thì có thể mãi mãi ở lại đây, ở lại cái nơi không có tranh đấu, không có tịch diệt, không có gì hết này. Giang Nam bình tĩnh nói: Ta sẽ phong ấn bọn họ ở đây mãi mãi, không có ai đến quấy rầy. Thời gian tĩnh lặng tại đây, Đế Giang sẽ không bao giờ trở về quá khứ, sẽ không thân tử đạo tiêu. Nơi này chỉ thuộc về hai người. Đế Giang mở miệng nói: Ta đồng ý. Thiên Phi Đạo Tôn cũng mỉm cười nói: Ta cũng vậy. Công Giá Càn thở dài: Hề, chỉ nguyện làm uyên nương, không làm tiên,
thật khiến người ta hâm mộ. Nguyên mẫu à? Nguyên mẫu thiên tôn dứt khoát nói, ta không làm, lão lương không thèm sống ở chỗ yên lặng đáng sợ này. Ta thả sống trong tương lai, liên tục có tịch diệt kiếp, dù sao nhiều người cũng vui. Công Giá Càn thở dài, mắt long lanh mà nhìn sang Nam. Nguyên mẫu thiên tôn túm Công Giá Càn lại, lạnh lùng cười. Lão thọ, ngươi không trốn thoát được đâu, tuyệt đối không. Lão nương đi đâu là ngươi đến đó. Lão nương bị người đánh thì ngươi cũng phải chịu đòn. Lão nương đánh ngươi là ngươi phải đánh cùng. Lão nương sinh hài tử, ngươi phải hỗ trợ cho ta. Công Giá Càn than khổ, nháy mắt với Giang Nam. Giang Nam cười phá lên, phất tay chào Đế Giang cùng Thiên Phi Đạo Tôn. Phu thê đứng trong vũ trụ cô quạnh đưa tiễn. Giang Nam cười nói, huynh trưởng, tẩu tấu, hãy lên Đại La Thiên đi, ta mang các người đi tương lai, khai sáng thiên địa mới. Nguyên mẫu thiên tôn kéo cổ áo Công Giá Càn vào Đại La Thiên. Nguyên thủy Đại La Thiên khẽ rung, thoát khỏi thời không tĩnh lặng. Đế Giang cùng Thiên Phi Đạo Tôn mãi mãi ở lại đây. Thiên Phi Đạo Tôn tựa vào ngực Đế Giang, ngước lên hỏi, bệ hạ sẽ cô đơn sao? Có nàng ở đây, ta mãi mãi sẽ không cô độc. Tại tương lai, Nguyên Thủy Thiên Tôn một ý niệm khai thiên, hỗn độn khai sáng, hồng mông tách ra, huyền hoàng rẽ, thiên địa nhân tam tài định luân, ngũ hành tương sinh tương khắc, bát hoang hiện, vũ trụ trời sao như bức tranh trải rộng. Tam giới 33 trọng thiên bay ra khỏi Nguyên Thủy Đại La Thiên, rơi vào vũ trụ hoàn toàn mới. Chúng sinh tam giới đi ra khỏi tam giới, ngơ ngác nhìn thiên địa bao la. Dần dần, nhiều người đi ra khỏi tam giới, trải rộng khắp vũ trụ, truyền bá văn minh, truyền thừa lý niệm của các tiên hiền. Vô nhân cấm khu rơi vào khoảng không cắm rễ. Các thần hồn từ vô nhân cấm khu bay đi bốn phương tám hướng, cấm khu cũng dần trống rỗng. Không biết bao nhiêu vạn năm, một nữ nhân từ bên ngoài trở về, tạo một tòa thiên môn trong vô nhân cấm khu. Bên cạnh thiên môn, một gốc thế giới thụ bén rễ nảy mầm, dần dần khỏe mạnh. Liên quan đến thời đại huy hoàng trước kia đã là truyền thuyết, truyền kỳ xa xôi và mờ mịt. Trong truyền thuyết đó có một vị Nguyên Thủy Thiên Tôn cố gắng xoay chuyển, bình định vũ trụ đại tịch diệt, khai sáng vũ trụ này, gieo trồng văn minh này. Vị Nguyên Thủy Thiên Tôn kia không gì không làm được, thế nhưng cuối cùng không thể cứu người mình yêu. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, các tồn tại đỉnh thiên lập địa trong truyền thuyết có thật hay không? Câu chuyện buồn vui trong truyền thuyết đó có thật sự xảy ra hay không thì không ai chứng thực được. Truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, văn minh vẫn còn tiếp tục. Hôm nay thiên hạ thái bình, đột nhiên vô số tồn tại cổ xưa trong vũ trụ phóng lên cao. Mặt trời bay trong trời sao, cự thú xông hướng chân trời. Lão tổ các giáo phái, giáo môn chạy đi, thanh thế rầm rộ, đám người ùa về một hướng. Có người trẻ tuổi khó hiểu hỏi, lão tổ tông Tịch Gia, các người đi đâu vậy? Lão tổ tông Tịch Gia cười nói, thế gian này có một người nửa đời trước làm đế, tên là Đế Huyền, bình định tam giới, định càn khôn. Nửa đời sau thì làm tôn, Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, bình hạo kiếp, khai vũ trụ, dục hóa chúng sinh, tên gọi là Đế Tôn. Hôm nay vì Đại Thiên Tôn này đại thọ 60 ức năm, chúng ta đi tham bái Đại Thiên Tôn, chúc thú, à quên, phụ mẫu ta cũng đến. Người trẻ tuổi kinh khủng lẩm bẩm, sao, phụ mẫu của lão tổ tông Tịch Gia sao? Sao ta chưa từng nghe nói vậy? Hơn nữa đại thọ 60 ức năm ư? Khoa trương quá vậy. Vũ trụ bây giờ mới có 4 ức năm, lấy đâu ra 60 ức năm đấy? Nhãi con, kiến thức của ngươi quá nông cạn. Lão tổ tông Tịch Gia cười lớn, cùng phu nhân bay xa. Bên trên Nguyên Thủy Đại La Thiên, các khách khứa tụ tập lại trò chuyện. Đám lão quái vật như trở về xưa kia, vừa khóc vừa cười, vừa nhảy nhót. Phủ Lê Nguyên Quân đến, mọi người bái lạy. Phu nhân của lão tổ tông Tịch Gia tiến lên hỏi, sư nương, thiên tôn đại lão gia đâu rồi? Phủ Lê Nguyên Quân cười nói, lão gia ở trong hậu hoa viên, chút nữa sẽ đến, các ngươi chờ trong chốc lát đi. Bên trong hậu hoa viên của Nguyên Thủy Đại La Thiên, có một con hồ ly trắng nhảy nhót giữa núi non khe suối. Không lâu sau, hồ ly đi tới dưới một gốc cây. Có một thư sinh trẻ tuổi đang nằm trên ghế, nhắm mắt, một quyển sách che mặt. Hồ ly trắng rón rén đến bên cạnh của thư sinh, thò vuốt nhỏ, móc khối ngọc bội trong túi thư sinh ra, lật tới lật lui, trộm sạch đồ vật trên người thư sinh.
Hồ Ly Trắng chớp mắt quyến rũ nhìn sách, cũng trộm luôn. Hồ Ly Trắng định đi thì chợt thư sinh tỉnh lại. Thư sinh cười nói: "Hey, Giang Tuyết lại nghịch rồi. Chút của cải của nhà ta gần như bị nàng cướp hết đi rồi." Hồ Ly Trắng không sợ thư sinh, chín cái đuôi ngoe ngoẩy sau lưng của nàng cười nói: "Tiểu đạo sĩ, nghe nói hôm nay ngươi đại thọ, sao ngươi không đi?" "Ta không vội." Thư sinh trẻ tuổi mỉm cười nói: "À phải rồi, lần trước ta kể chuyện cho nàng đến đâu rồi? À nhớ rồi, thánh nhân nói một chồng hai vợ là thiên kinh địa nghĩa. Đúng rồi, đúng là chỗ này." Hồ Ly Trắng lộ ra vẻ mặt không tin nói: "Ngươi đang lừa ta?" Hồ Ly Trắng nghi ngờ mà nhìn thư sinh: "Là thánh nhân nào nói vậy?" Thư sinh trẻ tuổi ho khan nghiêm túc nói: "Là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn nói như vậy." Hồ Ly Trắng bĩu môi: "Ngươi thật mặt dày." Hồ Ly Trắng nhảy nhót liền rời đi. Nàng ngoái đầu lại nói: "Ta nghe người ta nói ngươi chính là Đại Thiên Tôn. Có người gọi ngươi là đế, có người kêu ngươi là tôn. Rõ ràng là tự ngươi nói lại lấy ra lừa ta như vậy. Ngươi thật mặt dày mà." Kính thưa quý vị, như vậy là bộ truyện Đế Tôn của tác giả Thạch Chư đã chấm dứt tại đây. Kết cục thì mình sẽ không nói, mỗi người một cảm nhận, mỗi người một nhận xét riêng của mình, và mỗi người thích một phong cách truyện khác nhau. Và bộ truyện của chúng ta kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ lại chào tạm biệt Giang Nam và bước theo một con đường mới. Thế nhưng trước hết thì chúng ta sẽ nghỉ tạm 1-2 ngày và nghỉ Tết. Qua Tết thì đến mùng 5, mùng 6 gì đó thì chúng ta sẽ tiếp tục vào một bộ truyện mới. Rất hy vọng mọi người có một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Và Khánh Duy sẽ gửi đến các bạn những bộ truyện khác hay hơn. Xin chào và tạm biệt các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Happy New Year.